Xin chào các khán giả thân mến đang theo dõi video ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì thủ môn là chốt chặn cuối cùng trước khung thành và cũng là quan trọng bậc nhất trong đội hình của mỗi đội bóng. Nhưng đôi khi thì họ cũng có những pha xử lý bóng lỗi hài hước mà khiến cho người xem phải cảm thấy khó hiểu. Và nhân đây thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ đưa các bạn cùng theo dõi 20 pha bắt bóng ngáo nhất của các thủ môn trên toàn thế giới nhé. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để cùng chúng tôi theo dõi video ngày hôm nay chưa nào? Nếu rồi thì chúng ta sẽ cùng đón xem ngay thôi. Trong tình huống thế này, bạn có thể thấy được là thủ môn đã dâng lên quá cao và không kịp lùi về khi mà cầu thủ dẫn bóng đi xuống. Kết quả là anh ấy chỉ còn biết là đuổi theo đít của cầu thủ kia. Nhưng mà đuổi theo tầm này thì cũng muộn rồi. Đây là một tình huống sai lầm khó tin của Sabalero trong trận Argentina thua đậm với tỷ số là 0-3 trước Croatia trong mùa World Cup năm 2018. Thủ môn này giờ đã dâng bóng lên tận chân của cầu thủ Rebic và tặng đội bạn một bàn thắng ngớ ngẩn rồi. Thật là tội nghiệp cho Messi của chúng ta khi chỉ biết đứng nhìn ngao ngán, không thể làm gì được hơn nữa. Các bạn biết đấy, đôi khi là bóng nằm trong tay thủ môn rồi mà cuối cùng thì họ vẫn để nó lăn vào trong khung thành một cách bất lực. Nhưng mà trong tình huống này thì có vẻ hơi khó hiểu khi mà thủ môn đã nằm cả xuống để chặn lấy bóng rồi. Thế nào mà cuối cùng vẫn để cho bóng lọt vào được khung thành thì nó mới lạ chứ đấy. Khi bạn là một thủ môn nhưng bạn lại quên đi nhiệm vụ bảo vệ khung thành của mình. Thủ môn này có vẻ đang muốn tranh cãi với trọng tài. Và các cầu thủ đội bạn thì cũng nhân cái cơ hội gọi là hôi của này ghi một bàn thắng ngọt ngào vào trong lưới rồi. Không biết là sau khi mà thấy bóng vào lưới thì thủ môn này có còn cảm hứng để mà đi cãi nhau với trọng tài hay không nữa. Trong tình huống này thì các bạn có thể thấy đấy, thủ môn đã rất là quyết liệt lao ra rồi cản phá bóng. Và anh ấy thì cũng đã thành công. Tuy nhiên thì anh ấy mắc một sai lầm khi mà dẫn bóng đi quá xa khung thành, với một cái vẻ đầy tự tin và trở thành miếng mồi ngon cho cầu thủ đội bạn. Đáng tiếc quá. Trong trận Feyenoord gặp PSV Eindhoven, thủ môn Jurrien Joet đã mắc một sai lầm khủng khiếp quyết định kết quả cuối cùng của trận đấu. Sau cuộc đánh đầu, Joet đã dừng được bóng trước cái vạch vôi, nhưng mà có vẻ là theo phản xạ thì anh ấy đưa bóng vào lòng và vị trí của quả bóng đã đi qua vạch vôi vào thẳng khung thành. Các trọng tài đã kiểm tra lại và Feyenoord đã được cộng thêm 3 điểm nhờ thủ môn của đối thủ. Trong tình huống này, thủ môn đã dâng lên quá cao và đoán sai cái điểm rơi của trái bóng. Anh ta đi quá ra xa và buộc phải đánh đầu để cản bóng, nhưng mà mọi chuyện thì cũng muộn rồi. Cú đánh đầu trượt đã tạo cho cơ hội cho cầu thủ của đội bạn dễ dàng có bóng và ghi được bàn thắng. Chàng thủ môn này có lẽ đã gặp xui xẻo thật sự khi mà anh ta có bắt bóng nhưng mà nó lại trượt khỏi tay và đập vào cột dọc trước khi bay đúng vào chân của thủ môn và tiến vào thẳng khung thành. Không biết làm sao được trong cái tình huống như này, có lẽ anh ta đã quá long ngóng rồi. Thủ môn đã quá tự tin trong tình huống này. Anh ta đứng xa và tôi cảm thấy là anh ta còn đang bị giật mình khi mà bóng bay tới. Và khi mà anh ta quay người lại thì mọi sự đã định rồi. Tình huống này còn khó hiểu hơn khi mà thủ môn có vẻ như là không có bất kỳ phản ứng nào để mà ngăn bóng bay vào khung thành. Anh ta thậm chí còn chính là nguyên nhân của bàn thắng khi mà sử dụng chân mình tạt bóng vào trong cái khung thành. Trong trận đấu giữa Lyon và Besiktas, thủ môn của Besiktas đã mắc một sai lầm khi mà lao ra quá xa để cướp bóng từ chân cầu thủ đội bạn. Đi xa quá rồi, anh ta lại còn tiếp tục rơi bóng về khung thành. Và tất nhiên là những cầu thủ của Lyon đã cướp lại bóng và ghi được bàn dễ dàng. Cái lỗi kỹ thuật này thì đúng là không còn gì để mà bao biện được nữa rồi. Thủ môn trong tình huống này trông thật sự là ngốc nghếch. Anh ta bị vấp ngã khi mà truyền bóng lên. Và thì cuối cùng là bóng ngẫm vào chân đối thủ. Sau đó thì lại tiếp tục bị cầu thủ đội bạn
làm mất đà và chỉ còn biết là nhìn bóng đi thẳng vào khung thành một cách đầy bất lực. Đây là một tình huống trong trận Portugal gặp USA. Thủ môn Horvat đã có một pha bắt bóng khủng khi mà để bóng lọt vào giữa hai chân và lăn vào khung thành. Cái cú vô ích hụt này chắc chắn là sẽ khiến cho anh ấy vô cùng xấu hổ và không bao giờ thể quên được đâu. Thủ môn này quá là chủ quan rồi và còn không biết là phía sau lưng mình đang có một cầu thủ đội bạn nữa. Ngay khi mà anh ta đặt bóng rồi này, chuẩn bị sút lên thì bị cướp bóng một cách dễ dàng. Anh ta thậm chí đã chỉ kịp bò theo cướp bóng lại, nhưng muộn rồi, người ta thì đứng còn mình thì bò, thì đuổi làm sao được. Trong tình huống này thì thủ môn Al Hafsi đã mắc một sai lầm cực kỳ đáng xấu hổ khi mới để cho Marcus Rashford cướp bóng và ghi bàn cho Manchester United. Mặc dù là anh ấy cũng có cái sự gọi là cố gắng phá bóng, nhưng mà sự cố gắng đấy thì nó lại bị hụt khi mà sút trượt và Marcus Rashford dĩ nhiên là cũng không bỏ qua cơ hội đấy. Tranh thủ cơ hội rồi cuối cùng kết quả như nào các bạn cũng thấy rồi đấy. Trước một cái cú sút mà đầy uy lực của cầu thủ Brazil thì có vẻ thủ môn này trở nên khá lóng ngóng và chậm chạp. Anh ta đã để cho quả bóng trượt khỏi tay và lao vào cầu môn. Các bạn biết không, thủ môn thì thường sẽ không chạy loanh quanh trong sân và dẫn bóng. Nhưng mà trường hợp này thì lại khác. Thủ môn này đã dẫn bóng lên trên rất cao khung thành. Mà sau khi bị mất bóng thì anh ta lại phải cong mông cong đít lên, chạy quay trở ngược lại, chạy rất là nhanh, cực kỳ nhanh nữa, nhưng mà không thể nào mà đuổi kịp được cầu thủ của đối phương và khiến cho mọi thứ quá là muộn rồi. Thật đúng là khó hiểu phải không? Thủ môn là chỉ có ở dưới khung thành để giữ thôi mà không hiểu anh này chạy lên trên. Chắc là đây là thủ môn bất đắc dĩ bắt xuống dưới bắt bóng ấy. Myles Wheeler, thủ môn 18 tuổi của Benfica, đã trở thành thủ môn trẻ nhất từng chơi ở Champions League trong trận đấu với Manchester United. Thật không may là anh ấy cũng lập kỷ lục về khả năng phán đoán bóng của mình trước những cú đá của Marcus Rashford khi nhảy hẳn vào trong khung thành để bắt bóng. Có vẻ như anh chàng này còn quá trẻ và thiếu rất là nhiều gọi là kinh nghiệm rồi là kỹ năng để mà xử lý những cái tình huống như thế này. Trong tình huống này cũng vậy, thủ môn này thì đứng quá sâu vào trong khung thành, hoàn toàn bất lực trước cái cú tạt bóng vào. Dù là anh ta có bắt được hay không thì kết quả nó cũng định sẵn rồi, nó cũng như vậy rồi. Hey, không thay đổi được gì cả. Và đây rồi, đây là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. Cầu thủ này có một cú sút bóng bay thẳng lên trên trời, thủ môn thì chạy lên ăn mừng. Tuy nhiên thì nó đã nằm trong tính toán của cầu thủ kia rồi. Quả bóng rơi trở lại sân và lăn vào cầu môn một cách đầy bất ngờ. Nên người ta vẫn hay nói là 30 chưa phải là Tết đâu. Chưa gì đã vội ăn mừng rồi cùng là để cho cầu thủ của đội bạn dễ dàng ghi một bàn như vậy. Quá chủ quan rồi. Vậy là những cái hình ảnh và pha bóng cuối cùng đấy cũng khép lại cái video ngày hôm nay của chúng mình rồi. Hy vọng là những cổ động viên, những bạn fan yêu bóng đá sẽ cảm thấy có những phút giây cực kỳ là vui vẻ và thoải mái, hài hước, giải trí và đem lại những nụ cười cho các bạn qua video ngày hôm nay của những pha bắt bóng ngáo nhất các thủ môn gây ra. Còn bây giờ thì hãy chia sẻ cảm xúc ngay lúc này các bạn ở dưới phần comment cho mình biết nhé.